了害怕，哪有女子不爱花？为君将光，我与他。他上这朵菊花。Hay, hay lắm. Hát nghe rất hay. Nè, hôm nay như vậy là đủ rồi. Ngày mai hát tiếp ha. Đông, dạ. Giúp ta chuẩn bị một phòng thượng hạng cho Hoa Thiên cô nương và nhạc sư đi nghỉ ngơi nha. Dạ. Dục Lân à, con giữ họ ở lại đây sao? Chị Tâm Đương muốn con ở lại đây qua đêm, hay là muốn con đêm nay ra ngoài qua đêm? Được, 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 được. Chỉ cần là con không bỏ ra ngoài nữa thì chuyện gì cũng được. Đại tỷ à, Tam phu nhân à, mặc kệ chàng ấy đi, đừng chuốc lấy buồn bực gì chuyện này. Thiên Hồng, hôm nay nàng thật là có phước đó. Nương tử của ta nấu nướng rất là giỏi. Nương tử, bọn ta đã đói bụng rồi. Ta quy định cho nàng một canh giờ, nấu cho ta 6 món ăn nguội, 6 món ăn nóng. Nhưng mà một trong những món đó phải có cua gạch. Nhưng mà gì? Ta đi, không có rảnh để chờ nàng lâu như vậy. Nếu nội trong một canh giờ nàng làm không xong 12 món đó, vậy là nàng ép ta phải ra ngoài ăn. Còn không mau đi nấu. Dạ, đại phu nhân. Tài à, ngươi lập tức ra ngoài mua cua gạch cho ta đi. Dạ, thiếu phu nhân. Phúc à, ngươi lấy hộp đào ra lột vỏ, nhớ đừng làm dở dụng ra nha. Dạ, tôi biết rồi, thiếu phu nhân. Dượng à, Thân à, các ngươi đi chọn một số ngoài sơn còn tươi ngon, rửa sạch hết đất, sau đó bào vỏ rồi cắt thành khúc. Dạ, dạ thiếu phu nhân. Dư Phụng à, con có dám chắc trong vòng một canh giờ con sẽ nấu xong 12 món không? Nếu các nguyên liệu xong thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà điều con lo hiện giờ là lúc này không phải là mùa cua đang rộ, con sợ chọn nhầm loại cua không ngon. Dục Lân này rõ ràng là làm khó con mà. Đại nương nói cũng đúng, chàng ấy chịu ở nhà nghĩ cách làm khó con, còn hơn là bỏ thời gian ra la cà ở chỗ người ta. Con đúng là người hiểu chuyện, lòng dạ thật bao dung. Tam nương nhất định sẽ giúp đỡ con. Mấy việc nặng nhọc này không hợp với Tam nương đâu. Trước kia ta làm người hầu, có việc nặng nhọc nào mà ta chưa làm chứ. Con đừng lo cho ta. Dư Phụng, con lợi hại thật. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn có thể làm xong 6 món. Cũng nhờ Tam nương giúp con một tay, chắc là con làm kịp. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa có cua gạch đó. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, chợ đã bán hết cua rồi, người ta đã mua hết rồi. Sao lại đúng lúc như vậy chứ? Không lẽ đành phải suy chuyển tình thế thôi. Đành phải đi nước cờ liều vậy. Con từng nghe đầu bếp của nhà con nói rằng có một loại cải tên là thái bằng dai. Cách làm là tách lòng trắng trứng và lòng đỏ để ra riêng. Sau khi cá quỳnh ngư hấp chín rồi thì lóc bỏ xương, sau đó băm nhỏ, như vậy nó sẽ giống như là gạch cua hơn. Sao hả? Có cảm giác rất giống gạch cua, nhưng mà không có mùi vị của gạch cua. Mẹ nói rất đúng, vậy là không gạt được họ đâu. Thực ra còn thiếu thứ gì đây? Nếu có Dư Tứ ở đây thì tốt quá. Thiếu phu nhân, thế phu nhân ơi, không xong rồi, thập nhị thiếu bắt đầu nổi cáo rồi. Hả? Sao hả? Vậy đây là món gì chứ? Không thể nào, ngoài chợ cua đã bán hết rồi. Cậu đã hết cua chứ gì? Vậy món này là món gì đây? Đúng là có mùi cua đó. Là thiếu phu nhân bảo tiểu nhân đưa món cua ra cho các vị. Trong cua có thêm lòng trứng trắng, mùi vị rất tươi ngon. Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi vậy? Dục Lân, cậu ta là sư phụ Dược Thiện mà ta mới mời về đây đó. Dư Phụng à, mụi biết ta lo cho mụi nhiều lắm không? Ta ở bên ngoài nghe nói thập nhị thiếu luôn tìm cách làm khổ mụi. Thật ra ta luôn thám thính tin tức của Ôn gia. Ta biết mụi ở đây đang chịu nhiều khổ cực. Sau đó ta biết Ôn phủ đang cần một sư phụ Dược Thiện, nên việc đầu tiên ta nhờ thầy công công tiến cử ta, hy vọng có thể nhân cơ hội này được ở bên cạnh mụi, săn sóc cho mụi, bảo vệ mụi. Dư sư phụ, nơi này là Ôn phủ. Tôi nghĩ sau này sư phụ hãy gọi tôi là thiếu phu nhân. Dạ thiếu phu nhân. Tôi nghĩ Dư sư phụ đâu quá lo xa. Người trong Ôn gia rất tốt với tôi, tôi ở đây cũng rất vui. Có thật không? Những chuyện xưa kia đừng nhắc nữa. Hy vọng là Dư sư phụ sẽ không phụ lòng dạy bảo của Tào công công. Những ngày sau này một lòng một dạ lo việc ăn uống cho Thái sử công, như vậy tốt cho đôi bên lắm. Dạ thiếu phu nhân.
À phải rồi, tại sao món thái bằng giải của tôi làm ra lại không có mùi vị cua như món của huynh làm? À, bởi vì tôi cho thêm hạt đế tử. Hạt đế tử? Đúng vậy, mùi vị đặc trưng của hạt đế tử so với mùi vị cua rất giống nhau, cho nên sau khi cho hạt đế tử vào, bỏ vào miệng sẽ có cảm giác là cua thật đó. Thì ra là vậy. Không gặp đã lâu, tài nấu ăn của huynh tiến bộ hơn nhiều người đó. Sao đang lại e thẹn như vậy? Thôi đi, để người ta nhìn thấy thì không có hay lắm đâu. Chứ dù phải cũng là cô ấy sợ, không đến lượt ta phải sợ đâu. Ai dám xen vào chuyện của thập nhị thiếu này? Nếu người đó là phu nhân của chàng thì sao? Thì cứ để cô ta tức tối đi. Nè, nàng dám chạy phải không? Ta nhất định phải phạt nàng uống rượu với ta mới được. Các người làm gì ở đây vậy? Ta có làm gì thì đã sao? Ta đã hứa với nàng là không tới lầu xanh, nhưng không có nghĩa là ta không được uống rượu ở đây. Còn nữa, ta ăn xong rồi, làm thêm đi. Ngươi! Dương sư phụ, sư phụ đi chuẩn bị bữa ăn cho thái sử công đi. Chỗ này không có việc của thầy, thầy về trước đi. Nghe rõ chưa, tên thái giám? Ngày đầu tiên đi làm là muốn trốn việc rồi. Lát nữa thiếp sẽ bảo người hầu đem rượu thịt sang đây, nhưng thiếp muốn nhắc nhở phu quân, rượu vào loạn tính, nếu phu quân uống say quá, làm ra những việc không thuận lễ nghĩa, lỡ như thái sử công biết được thì sẽ rắc rối đó. Nàng không cần đem thái sử công ra dọa ta. Ta muốn say thì ta say. Nàng làm được gì ta? Ta thách nàng đó. Dù sao Ung Phủ cũng là danh gia vọng tộc, không phải là đầu đường xó chợ. Tôi khuyên phu quân tốt nhất là nên về nghỉ sớm.